Cô Thủy xin chào tất cả các anh, các chị và các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần 2 của cách thiết kế áo dài đa năng. Áo dài đa năng của chúng ta bao gồm có áo dài truyền thống, áo dài cách tân và áo dài hiện đại. Như các bạn đã được cô hướng dẫn ở video phần 1, kỳ 1, kỳ 2 là áo cách thiết kế áo dài đa năng, nách tròn, nách tay giáp lăng để ứng dụng được nhiều những kiểu áo dài đúng không ạ? Sau đó thì các bạn đã sử dụng cái phương pháp đó để chúng ta phát triển được nhiều mẫu áo dài, ví dụ như là áo dài nơ cánh bướm này, hay là áo dài hoa hồng, hay là áo dài đính kết cổ tàu, tay rủ, hay là áo dài cô dâu. Thì tất cả những cái kiến thức đa năng đó chúng ta vẫn có thể sử dụng được trong rất là nhiều sản phẩm tiếp theo. Vậy thì với phần 2 này thì cô Thủy sẽ hướng dẫn các bạn bổ sung thêm một số những cái kiến thức mới nhất để các bạn có thể cắt được nhanh hơn và ứng dụng được trên nhiều chất liệu vải hơn.